Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố, trí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô mười phương pháp giới thường trụ Tam Bảo Tác Đại chứng minh. Chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng theo hạnh nguyện của các Ngài, quang giáng nơi pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Cùng nương oai lực của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp, hết thảy quỷ thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì nương oai lực Phật, vân tập về nơi pháp hội hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn giả Nam chùa Ba Vàng, xin các Ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các Ngài, nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhân mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, đệ tử chúng con Tăng Ni Phật tử chùa Ba Vàng, xin thành tâm đôi trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, để tán thán công đức Tam Bảo, tu bồi rơi đức, tăng trưởng phước lành. Hôm nay, đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hương, khải bạch Tam Bảo chứng minh gia trì, chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng. Giờ này, chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm 18, Phẩm Tùy Hỷ Công Đức. Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tứ trọng ân, phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo, truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chính pháp của Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp, cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe, trụ thế Sa Bà được giải lâu, để hoằng dương giáo pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của Tăng Ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chính pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiện kiếp, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng các chúng oan gia trái chủ của Tăng Ni Phật tử tại chùa nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân,
giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm muôn loài, được an lạc trong giáo pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức, phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thường gia hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết chư Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết tôn Pháp. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng. Pháp vi diệu rất sâu vô thượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp. Nghe con nay thấy nghe đường thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thực của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sáu muôn lời thành bảy quân, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nước Cam Lộ rịnh nhường nghề, trong miệng chực đề hồ nhỏ mang, bên răng ngọc trắng tuôn xa lời, trên lưỡi sen hồng phong hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.
kinh diệu pháp liên hoa quyền thứ sáu, kinh diệu pháp liên hoa phẩm tùy hỷ công đức thứ 18. Tam luân bây giờ ngài Di Lặc Đại Bồ Tát bên Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh pháp hoa này mà tùy hỷ đó đặng bao nhiêu phương đứng liền nói kể rằng: Sau khi Phật diệt độ, có người nghe kinh này nếu hay tùy hỷ đó lại đặng bao nhiêu phước thì đó vương bao. Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát rằng: A Dừng Đa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tăng, ưu bà di và người trì các hoặc lớn hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy hỷ, rồi từ trong pháp hội ra đến chỗ khác hoặc tại tăng phường hoàng chỗ vắng về hoàn thành năm đường xa xóm làng ruộng rầy, đem pháp đúng như chỗ đã nghe mà vì cha mẹ tôn thân thiện ưu tri thân tùy sừng diện nói các người đó nghe rồi tùy hỷ lại đi chuyện dạy người khác, người khác nghe rồi cũng tùy hỷ chuyện dạy xoay vần như thế đến người thứ 50. A Dật Đa công đức tùy hỷ của thiện nam tử thiện nữ nhân thứ 50 đó ta này nói ông phải lắng nghe. Điều 400 muôn ức vô số thế giới có sau đường chúng sanh trong bốn loài sanh: đoạn sanh, tái sanh, thầm sanh, hòa sanh, hoàng có hình không hình, có tường không tường, chẳng phải có tường, chẳng phải không tường, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sinh như thế có người cầu phước tùy theo độ ưa thích của chúng muôn đều cung cấp cho đó mọi mọi chúng sanh, cho càng trưng bao tôn vàng bạc liễu ly xa cừ mà não sang ngô văn đầy cá diêm phù đề và voi ngựa xe cổ bày bao làm thành những cung điện lầu gác vân vân. Vì đại thi chủ đó vô thi như thế đủ 80 năm rồi mà nghĩ rằng ta đã ban cho chúng sinh những đồ ưa thích tùy theo ý muôn, nhưng chúng sanh này đều đã già suy tuổi quá 80, tông bạc mặt nhăn gần chết, chẳng lâu ta phải dùng phương pháp mà dạy bảo diệu dân chúng liền nhóm chúng sanh đó tuyên bày pháp giáo hoa chỉ dạy lời in vui mừng. Đồng thời đẳng đạo Tu Đà Hoàn, đạo Tư Đà Hàm, đạo A Na Hàm, đạo A La Hàm, dứt hết cả hữu lầu với những thiên đình sau đều đăng từ tài đủ 80 giải thoát nghĩ ông nghĩ sao công đức của vị đại thi chủ đó đang có nhiều chăng. Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn, công đức của người đó rất nhiều vô lượng vô biên, nếu vị thi chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho chúng sinh, công đức đã vô lượng rồi, hướng là làm cho đều đặng quá la hán vâng báo. Ngài Di Lặc ta nay rành rè nói cùng ông người đó đem tên cả đồ vui thịnh thế cho sau đường chúng sanh trong 400 ứng vô số thế giới lại khiến đặng quá la hán công đức của người đó đặng chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia. Nghe một bài kệ kinh pháp hoa mà tùy hỷ 100 phần, nghìn phần, 100.000 muôn ức
phần chẳng bằng bồn vần nhưng đến tính đêm đi dù không thể biến đường hạ à, dân đa người thứ 50 như thế xoay vần nghe kinh phạm hoa công đức tùy con vô lượng vô biến hạ à, tăng kỳ huống là người tội sơ ở trong ngồi nghe kinh mà tùy hỷ phương đó lại hơn vô lượng vô biên hạ à, tăng kỳ không có thể sanh đặng lại á giật đà nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng vương hoàng ngồi hoàng đường rộng giống lang nghe nhưng nhờ công đức đó truyền thân danh ra đặng voi ngựa xe cổ kiều càng bằng trưng bảo tôn đẹp bậc thường và đặng ở thiên cung nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp sau lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe hoặc chia chỗ cho ngồi công đức của người đó chuyển thân đặng chỗ ngồi của Đế Thích hoặc chỗ ngồi của Phạm Vương hoàng chỗ ngồi của Truyền Luân Thành Vương A Dừng Đa nếu lại có người nói với người khác rằng có kinh tên Phạm Hoa nên cùng nhau qua nghe liền những lời bảo nhận đến nghe trong giây là công đức của người đó chuyển thân đặng với Đà Na Ni Bồ Tát sanh chung một chỗ căn tính lanh lời có trí tuệ trăm nghìn muôn đời chọn chẳng ngồng cấm ơi miệng chẳng ngôi lười thường không bình miệng cũng không bình rằng chẳng đen dơ chẳng vàng chẳng thưa cũng chẳng thiếu ruộng chẳng gió lê chẳng xeo gầy môi chẳng trớt cũng chẳng rụt túm chẳng thô rít chẳng ghé mụt cũng chẳng xích hư cũng chẳng cong vẹo chẳng dày chẳng lớn cũng chẳng đen nam không có căn tướng đáng che mùi chẳng xẹp dẹp cũng chẳng cong gầy săn mặn chẳng đen chẳng hẹp dài cũng chẳng hôm gầy không có tướng cả tường chẳng đáng ngứa môi lười răng nếu thầy đều nghiêm tôn mùi lớn cao thằng diện màu tròn đầy mày cao mà dài trăng rộng bằng thẳng tướng người đầy đủ đời đời sanh ra thấy Phật nghe pháp tin nhận lời dạy bảo A Dật Đa người hãy xem khuyên nơi một người khiến quá nghe pháp mà công đức như thế huống là một lòng nghe nói đồng tùng lại ở trong đại chúng vì người phân biệt đúng như lời dạy mà tu hành ghi đó đứng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu người trong pháp hội đặng nghe kinh điển này nhận đến một bài kệ tùy vì người nói dạy vâng dạy nhớ thế đến người thứ 50 người rộn sau đằng vương nay sẽ phân biệt đó như có đại thì chùa cung cấm vô lượng chúng đầy đủ 80 năm tùy chúng ngư muôn tay chúng tương già suy tóc bạc và mặt nhăn răng thưa thân khô gầy nghĩ kia sắp phải chết ta nay phải nên dạy cho chúng đặng đạo quả liền vì phương tiện nói pháp niên bằng chân thân đời đều chẳng bên chẳng như bồn bóng ánh nắng các người đều nên vai mau danh lòng nhảm lìa các người nghe pháp đó đều đặng a la hán đầy đủ sáu từng tông ba minh tam giải toan người 50 ruộng sau nghe một kể tuy người này phước hơn kia không thể thi dụ đặng xoay vần nghe như thế phước đó còn vô lượng uống là trong và mỗi người tùy ban đầu nếu có khuyên một người dẫn đến nghe pháp hoa rằng kinh này rất màu nghìn muôn kiếm có gầm liền những lời qua nghe nhưng đến nghe dây lang phước báu của người đó nấy nên phân biệt nói đời đời miệng không bệnh răng chẳng thưa vàng đen môi chẳng dày teo thiếu không có tương đáng che lưỡi chẳng khô đen ngắn bụi cào lớn mà ngay trắng rộng và
bằng thằng mắc mắc đều đoán nghiêm được người thấy ưa bên nơi miệng không ôi nhớ mùi thơm bông yêu ban thường từ trong miệng ra nếu có đến tăng vượng muốn nghe kinh và mọi giây lát nghe vui mừng nay sẽ nơi phước đó sau sinh trong trời người đặng voi ngựa xe tốt kiều cáng bằng chân báu cùng ở cung điện trời nếu trong vô giảng pháp khuyên người ngồi nghe kinh nhân vì phương đó đặng tòa thính phạm chuyên luận ngôn là một lòng nghe giảng nói nghĩa thủ kinh đúng như pháp mà tô vương đó chẳng lường đặng nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni. Phục nguyện tam bảo chứng minh oai thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiện Thần chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục chi túc, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện Sư Phụ của chúng con Tứ Đại Điều Hòa, Chủ Thế Xa Bà dài lâu đời đời các kiếp vị lai thị hiền, mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai, phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy. Tin sâu nhân quả phát tâm Bồ Đề, ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của Sư Phụ và cha mẹ của Tăng Ni Phật tử đang tu tập tại chùa, bệnh tật được thuyên giảm, tăng trưởng duyên lành tu theo chính pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập, tùy theo phúc báu của mình mà được bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin nơi tam bảo càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn, dân quân du kích tử vệ, những người đã chết trong các cuộc chiến tranh, cùng 12 loại cô hồn, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại, kiếp này và các kiếp trước, các hương linh oan gia trái chủ của Tăng Ni Phật tử tại chùa, các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư Tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư Tăng Ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh lìa khổ u minh, khởi niệm từ bi xa rời ác đạo, tin sâu tam bảo sớm sinh cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới, có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh, hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả Tăng Ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này,
chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lễ sầu quỷ vương, cùng các tiểu quỷ tử theo kinh Địa Tạng có liên quan tới ác nạn của nhân loại. Nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hỏa của chúng con mà tăng phúc, tăng duyên, giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác, hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề, truyền tải Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc chúng kiên trì đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường chi ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam khác thế tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp trong tiêu chân tâm, tỏ rõ quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Các nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hưng tam độ rất sạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tụng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới, các chúng sanh thấy đều thế nhập vô sanh, những nguyện tiêu ba chương sanh phiền não, nguyện đường trí tuệ thực sáng ngời, nguyện các tội chương thầy tiêu trừ, đời đời thượng hành Bồ Tát đạo, nguyện đem công đức tu hành này chẳng rải mười phương khắp tất cả, hiện thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Tự quy y Phật ơi, nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. Tự quy pháp ơi, nguyện cho chúng sinh kinh tạng ơi, chi tuệ như biển. Tự quy y tăng ơi, nguyện cho chúng sinh quản lý đại chúng